Những bức vẽ sứa và cá bơi trong bể bơi ảo, tin từ Nhật Bản. Một cuộc triển lãm tranh độc đáo đã diễn ra tại vùng ngoại ô Nhật Bản khi những bức vẽ của các chú cá, sứa và cá ngựa của những trẻ em tham gia sẽ trở thành động vật sống nhờ vào công nghệ quét và trình chiếu trên một bức tường khổng lồ. Người sáng tạo ra cuộc triển lãm này là Akitai Matsumoto, một ông bố hai con đang làm việc tại phòng thí nghiệm của một công ty tạo ra sự kết nối giữa máy móc và nghệ thuật. Ông nói rằng khi nhìn thấy các con mình ngồi một chỗ và chơi với các trò chơi trên điện tử, ông đã nảy ra ý tưởng kết hợp các hoạt động vật lý cùng với môi trường kỹ thuật số để giúp cho các con của ông vận động nhiều hơn. Dự án này làm tiêu tốn của ông khoảng một năm và những đứa trẻ thấy rất thích thú với hoạt động này. Theo ông thì đây là một hoạt động cần thiết cho những đứa trẻ thế kỷ thứ 21, do hiện nay thì chúng chẳng biết làm gì ngoài việc dán mắt vào màn hình điện thoại, và đây cũng là một cách giáo dục trẻ em mới bằng cách là tập trung sự chú ý của chúng vào việc cải tiến và sáng tạo ra những sản phẩm mới. Sáng tạo này của ông Matsumoto có 8 phông nền về môi trường khác nhau, được ông chụp trong chuyến đi đến Thượng Hải và Milan để những đứa trẻ có thể thay đổi. Ông cũng tiết lộ rằng hiện đang nhận nhiều câu hỏi từ các nước tại châu Á về việc sử dụng sáng chế của ông để chế tạo ra các trò chơi kỹ thuật số.